thằng chương trột lên nhà chương trột vậy. Ồ, kêu là tôi giáo dục nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hỏi thầy, bộ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa có dạy mấy ông ngồi chửi nguyên ngày vậy mẹ? Mấy ông thấy mấy ông lớn người ta thua, người ta im im mẹ cái miệng rồi, biết nhục rồi, cái ông cứ mới khơi ra hoài xong rồi đạp xuống luôn, má thiệt mấy ông đó. Cái Cảm đó ơn là người ta gọi là khai dân trí đó anh Dunam. khai dân trí mẹ nó, Thảo nào. cái trí nó khai có cái gì nó khai dân trí, toàn Thực lừa ra thế này mấy là Hạo Nam là Hạo Nam với mọi người nè, thưa thưa mọi người nè. Mình nói thật. Mình khoái gặp mấy kèo mấy ông ba sọc nào mà gọi là tự hào về nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa lắm, thiệt thề luôn. Mình gặp mấy rồi. kèo đó là thơm lắm, thơm lắm Hạo Nam. À, Đó biết mình sao cứ dẫn thích. không? Mình chỉ nói đơn giản vậy thôi nè. Trời ơi, cái nền giáo dục Việt Nam Hòa tốt quá, giỏi quá. Nó giáo dục cho lính rồi xử lý gia đình ông Ngô Đình Diệm luôn. Ồ, quá siêu. Thì đó Đúng không? Quá vĩ thì đại. đó mình yêu 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 nước, mà giặt tới nhà chạy thấy mẹ yêu yêu nước, rồi chạy qua tới Mỹ mà kêu thề chết không phản bội quê hương, đủ mới về qua tới bển mà kêu không phản bội quê hương, mày cũng sẽ nói chuyện Nó nhức nói đúng mà, nó nói đúng á Hào Nam, nóc thiệt mà. đúng. Bởi vì Nó chết đúng. mẹ, nó chết mẹ rồi còn gì đâu phản bội, nó còn sống nó mới phản bội chứ. Còn còn nó chết rồi thì còn cái xác không hồn biết cái gì nữa đâu mà phản bội, không phản bội đúng không đó. Qua mình lên chương trột mình kêu mấy ông được giáo dục nền Việt Nam Cộng Hòa tốt lắm mà sao mấy ông ngồi chửi, má ngồi chửi 47 năm rồi mà tụi mày chả làm được con mẹ gì hết. Mấy giáo Việt Nam Cộng Hòa tôi nhớ đâu có dạy tụi mày ngồi chửi đâu. Sao mới đạp xuống rồi. Bó mày. Kiếm được một Ôi con sóc về nào có trí tuệ sao mà khó ngày. vậy gia đình. Thì định tới bạn hỏi là cũng là câu trả lời của bạn rồi đó. Cái câu bạn hỏi cũng là câu trả lời luôn. Định tới biết sao không? Kiếm được một ông sọc què, đã què rồi thì làm sao có trí tuệ nữa. Đúng không? Đúng không Định tới? Có nghĩa là cái câu của bạn hỏi là và đó cũng là cái câu bạn trả lời cho bạn luôn rồi. Cho nên mình thiết nghĩ là không cần phải hỏi nữa. Không, nhiều khi Rõ ràng mình chưa? cảm thấy mấy thằng này nó lợi dụng vô cái Việt Nam Cộng Hòa để mà nó kích động người dân, chứ mình thấy Việt Nam Cộng Hòa cũng cũng bình thường, không có mẹ gì đâu mà nó thì nó cái bản chất, nhưng mà bản chất lưu manh rồi, cho nên nó giả bộ, nó mặc cái áo vest vô, đeo mắt kiếng vô, gọi là trí thức rồi, chứ lên diễn đàn nói toàn những cái thằng lưu manh nói chuyện thôi chứ có cái gì đâu. Không, thực ra cái bản chất của họ và cái chiêu trò của họ thì quá rõ rồi Hậu Nam, chẳng cần phải bàn tới. Không, thực ra mình đối mình chẳng cần phải bàn tới đâu. Từ cái chuyện nó vui vui hôm nay anh em khịa nó cho vui thôi, chứ còn những thành phần đó là nó quá rõ rồi. Bởi vì bà giống như hôm qua anh em có làm cái like đúng không? Mình cứ nói như vậy nè, mình cứ nói như vậy là chúng ta có thể suy ra nè, Hậu Nam với mọi người đồng ý không ha? Giống như hôm qua mình nói đó, tầm như ông Lương Xuân Việt đã từng ngồi vị trí là tướng Mỹ đúng không, mà còn đưa ra những cái điều như vậy một cách rất là, mình nói làm sao ta, ô như ông ta cũng chẳng có biết con mẹ gì hết, cứ nghe ở nghe mấy chú nói lại mấy anh nói lại rồi lặp lại như vậy, và những luận điểm đó là nó quá cũ đích rồi. Cái gì trách nhiệm danh dự tổ quốc, ôi trời, thấy nó tầm thường không? Ý là mình nói đó là một người cỡ như ông ta tiếp cận được nền gọi là nền văn minh Mỹ đi, nền giáo dục Mỹ đi, thì mới được ngồi lên cái ghế tướng đúng chưa, mới được ngồi lên ghế tướng của Mỹ, mà đến bây giờ phút này lại đưa ra những cái quan điểm như vậy nữa thì mọi người nghĩ đi, thì Thôi, những thành phần kia như thế nhắc lại nào Thơ Quang như này, Thơ đó. Quang phải thông cảm cho họ. Ông Lương Xuân Việt bây giờ ông về hưu rồi, ông về lại với cộng đồng đó ông sống, thì ông thấy người ta đang ca ngợi ông, tung hô ông, thì ông bắt đầu ông mới hòa đồng với bọn chống cộng đó.
ông nói chứ thật lòng ông không muốn nói những cái điều đó thì tại người ta là tướng mà. Không, mình không đồng ý với Hậu Nam điểm này. Mình không đồng ý với Hậu Nam. Ví dụ như thà một tay chỉ là kinh doanh như thằng Võng Xốp Duy Lợi đi ha, hay là những tay ca sĩ đi à, vì cuộc sống, vì thế này thế nọ phải đổi màu hoặc là phải pha màu để sống chung, mình chấp nhận được. Còn đằng này từng, mình đã nhắc lại nha, nhấn mạnh cái câu từng ngồi vai trò là tướng quân đội Mỹ. Ừ. Thì cái nhận thức không thể nào mà vì một cái vớ vẩn nào đó mà tự nhiên là bán rẻ cái linh hồn của mình, đúng chưa? Hầu như ông ta làm cái điều đó là ông ta đã bán rẻ cái tước vị ngày xưa của ông ta sau này rồi. Giống như chúng ta nói nè, bây giờ mình hỏi bạn một câu công bằng thôi, nếu ông Lưu Xuân Việt không dính dáng tới cái đám kia, mặc dù ông có thiện chí gì đó cãi qua ông, nhưng mà ông không tỏ rõ quan điểm ra đó, thì mình hỏi bạn á, có phải mình với bạn có ít nhiều gì đó vẫn giữ sự tôn trọng với ông ta không? Đúng rồi. Đúng chưa? À, đúng. Mà chính vì ông ta mà đun đây vậy, có nghĩa là ông ta tự chọn lọc cái con đường đó, thì có phải là có cái gì đó nó hơi thấp kém và nó rẻ tiền? Bản chất của người ta là như vậy, người ta có thể bán rẻ cái lương tâm của người ta. Thì đó, thì bởi vậy đó. Mình nói, tức là mình, ý mình nói mình không đồng tình là vấn đề, mình không đồng tình là vấn đề là tại vì sống với cộng đồng là phải thế này, phải thế nào, không có đó, ai áp lực đâu. Bán rẻ cái danh dự của mình đi. Một cái danh dự của ổng á, đối với quân đội Mỹ, tôi nghĩ chắc nó cũng chả là cái gì đâu. Thì nó chỉ là cái con cờ của quân đội Mỹ sử dụng hết thời hạn rồi, nó thải ra thôi. Giống như bạn đi lính ở bên Mỹ, ví dụ như tới 20 năm thì nên về, cũng về hưu, cũng vậy thôi, cũng về với súng đời thường, nhưng mà lương hưu thì nó hơi cao một chút thôi. Đó, cho nên là cái bản chất nó bán rẻ lương tâm của nó, cái bản chất của mấy ông ngụy nhà mình ngày xưa là lúc nào cũng sẵn sàng bán đi cái danh dự của mình để đổi lấy một cái miếng ăn, rất dù đó là không cần thiết. Các bạn thấy như ông Thiệu đi, ông cũng nói là nếu mà Mỹ không viện trợ thì không chỉ là một tháng đâu, không chỉ là một tháng hay ba tháng, ba ngày ông rời khỏi Dinh Độc Lập. Ông có sẵn sàng, ông là một thằng tổng thống, ông sẵn sàng ông nói cái câu đó. Thì hỏi bạn lính tráng ông thì là cái gì, đúng không? Cái chức tổng thống ông còn bán được mà. Ok Hậu Nam, cái tướng Mỹ đó là cái gì? Kiên Giang thế này, Kiên Giang ơi, mình cho nó Kiên Giang thế này, mình biết là Kiên Giang kẻ đi cà khịa, đi khèo, đi kiếm mối. Đi ngoài có những cái mình nói Kim Giang hoài à, cái gì nó phải đúng tầm của mình. Tức là gì? Cái câu chuyện gì nó phải có logic, đúng tầm. Chứ đừng có gọi là nó quá tầm của mình thì nó không hay lắm kia nha. Tức là nó chuyển qua cái giai đoạn gọi là bất vui, hiểu không? Bất vui, không hay xíu nào. Đơn giản thôi, mình là gì, mình là ai mà làm sao mình dám mua phán xét một cái gì đó to lớn được, đâu có được. Còn mà mình cứ đi nói như vậy là chẳng khác nào là gì, chẳng khác nào là mọi người cho rằng là Kiên Giang đi ngậm gì của tụi kia, Kiên Giang đi phun lại, đúng không? Đúng chưa? Thì nó lại bắt ngay ngủ là ok. Ví dụ Kiên Giang có đi bên kia nghe bên nào thuận gì đó tùy Kiên Giang vô tư, nhưng mà mình phải chọn lọc chứ. Mình phải chọn lọc từ thông tin có chính xác hay không, có logic hay không, nghe đó thôi, hoặc là lại đi tuôn ra y chang như vậy thì nó không hay. Vô tình là mình là một cái thành phần gọi là tay sai cho tụi đó nha Kiên Giang, đúng không? Vô tình có phải là Kiên Giang là làm tay sai cho tụi nó không? Bởi vì Kiên Giang thấy không, trong diễn đàn nãy giờ có mình Kiên Giang nói những điều đó à, đúng không? Ví dụ thà những thằng bên kia nó vào nó nói luôn á, thì cái chuyện nó chuyện của tụi nó đó. Còn phải rõ ràng có mình Kiên Giang nói thì suy ra thì Kiên Giang có phải vô tình là Kiên Giang nó đi làm tay sai cho tụi nó không? Cái này là nói rất là thật lòng đó nha Kiên Giang nha, chứ không phải là nói theo cái hướng gì đâu, đồng ý không ạ? À? Tức là mình chỉ muốn Kiên Giang á làm gì làm á,
đừng để người khác lợi dụng mình, đúng không? Đừng để người khác lợi dụng mình. Đó, điều khiển từ xa. Mình phải có chính kiến của mình. Mai em đem mấy cái comment lên hỏi mấy bên các cơ quan chức năng xem mấy tin này đúng sai thế nào, về vì em nghe thấy hoang mang quá hà. Hợp lý. Hợp lý quá ghê. Có ông Tây Nguyên cũng ngủ rồi sao không ạ? Có, từ chung cái phong cách của chung là vậy á. Vậy hả? Thí dụ mà mọi người có trao đổi thì chung cứ im lặng để cho mọi người trao đổi, còn khi nào mà chung ấy thì chung nó sẽ trao đổi. Ok, xin mời chung. Dạ. Thì cũng thấy anh em nói chuyện đang rất là nội dung rất là hay nên là em cũng chú ý lắng nghe các anh nói chuyện. Thì thực tế là mà nói đó thì qua cái việc mà Kiên Giang có trao đổi đó thì em cũng không có cái gì nó quá là nặng nề cả. Em thấy nó hết sức bình thường thôi. Thế nhưng mà có một điều là anh em chúng ta đều biết, đó là đối với các tổ chức khủng bố như Việt Tân hay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân á, thì đã có rất nhiều cái người, đúng không ạ, và có liên đới đến các cái tổ chức khủng bố này. Người ta nhận tiền, người ta làm những việc này việc kia đó, thì người ta đã trở thành một trong những con tốt thí, đúng không ạ, và thực tế là phũ phàng, là đã đi tù vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Và sau đó là gì? Sau đó cũng đúng bản chất của những cái thành phần bên kia mà trước đây là chúng ta hãy nhớ một câu nói, đó là gì? Đó là chúng tôi bị bỏ rơi. Thì cái điều này nó hết sức là hợp tình hợp lý và logic thôi. Đó là khi là gì, các anh hết giá trị lợi dụng thì người ta vắt chanh, người ta bỏ vỏ, nó hết sức bình thường. Bởi vì người ta ở ngoài nước, đúng không ạ, người ta không chịu sự chế tài của pháp luật. Còn các anh ở trong nước á, các anh vi phạm, các anh phải chịu. Tại sao các anh không hỏi, đúng không? Các anh không hỏi những cái thành phần đó ở Mỹ, ở Úc, ở Canada xem người ta có dám vi phạm pháp luật ở đó không? Và sau khi vi phạm thì hậu quả như thế nào? Thế thì hiện nay các anh đang ở trong nước cũng vậy, các anh phải chấp hành theo pháp luật của quốc gia, đúng không ạ? Quốc gia nào cũng có pháp luật, và anh sống ở đâu anh chấp hành quốc gia ở đó. Thì anh sai thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Thì khi anh đưa ra các thông tin nó không đúng sự thật, đặc biệt là liên quan đến vấn đề gì? An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là trong quần chúng nhân dân, thì cái hành động đó là sai, rõ ràng là sai. Đó là anh đưa thông tin không đúng sự thực, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ anh cứ thử sang Mỹ đi, anh sử dụng tiếng anh tuyên truyền là ngày mai các anh đi lật đổ chính phủ Mỹ đi, hay là ngày mai là chúng tôi sẽ thay đổi cơ quan chính phủ Mỹ đi, xem các anh có dám làm điều đó không, đúng không ạ? Các anh có dám làm điều đó không, và điều đó nó có sai pháp luật Mỹ không? Thì lúc đó chúng ta có cái dẫn chứng, nó sẽ cụ thể chúng ta nói cái gì, đúng không ạ? Nói cái gì nó yêu cầu cái tính khách quan cao nhất để đảm bảo cho người nghe, người đọc, người ta tiếp nhận thông tin một cách nó khách quan. Còn quan điểm như thế nào thì do cá nhân từng người tự đánh giá, thì chúng ta cũng không thể bắt buộc quan điểm bất kỳ một ai cả. Đó là rất rõ ràng, đó là tự do đấy, đúng không ạ? Đó là tự do, và tự do nước Mỹ cũng thế, cũng phải nằm trong khuôn khổ, chứ không thể là anh vượt quá cái mức cho phép được. Và cái điển hình nhất là hiện nay chính phủ Mỹ người ta đang tiếp tục điều tra, và thậm chí người ta đang có cái hướng là đưa Tổng thống Trump ra tòa một lần nữa, đúng không ạ? Vì cái vấn đề ngày 6 tháng 1 đấy vẫn chưa giải quyết xong đâu, đúng không ạ? Và tương lai có thể là vẫn còn nữa, chứ không phải là các anh tự do là các anh muốn làm gì cũng được, nói gì cũng được, đúng không? Tự do nó phải đảm bảo khách quan, nó phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, chứ không phải các anh nghe, các anh bảo là chúng tôi nghe, đúng không ạ? Hay là chúng tôi thế này, chúng tôi thế nọ. Cái quan trọng vẫn là do phát ngôn của các anh nói ra, chứ không phải là các anh tiếp thu cái nguồn thông tin đó từ đâu. Được chưa ạ? Đó là góc độ thứ nhất. Cái góc độ thứ hai đó, thì vừa rồi có nghe các anh chia sẻ nữa, thì em lại thấy một cái, lấy làm cái ví dụ nó rất là buồn cười. Đó là về góc độ yêu nước. À, đấy, ví dụ như thế này rất là đơn giản thôi, thì anh chị em cô chú nghĩ như thế nào? Ví dụ chúng ta nhìn thấy Trung Quốc chẳng hạn, người ta làm một cái vấn đề gì đó rất là hay, rất là hợp lý, và chúng ta đưa ra lời khen, thậm chí có thể chúng ta học hỏi. Đây là về mặt cá nhân thôi nhé, chúng ta chưa nói đến góc độ mà lớn vĩ mô.
thì các anh bên kia thế giới đó thì ngay lập tức các anh sẽ chửi là gì ạ, là bưng bô cho tổng cộng đúng không ạ, bán nước cho tổng cộng rồi hán nô đấy vân vân cả à, và các anh thậm chí các anh lên live vài 3 tiếng để các anh chửi những cái người như vậy. Thế thì thử hỏi bây giờ các anh và những người công dân Mỹ đấy mà cứ nói đến những cái tồn tại của nước Mỹ thì các anh lại bảo là không quan tâm đến chuyện nước Mỹ, và các anh là người Mỹ nhưng các anh lại yêu nước Việt Nam, thế thế là các anh là loại gì? Các anh trả lời xem các anh là cái thể loại gì vậy, đúng không ạ? Thế có phải là các anh đấy là đang bưng bô cho cộng sản không, đang bán nước đâu cho Việt Cộng không hả? Các anh nói mà đưa ra những cái mà thực sự mà nói đó thì em cũng nếu mà nói buồn thì cũng chả phải, bởi vì trải qua bao nhiêu năm như vậy thì giai đoạn đầu thì cũng buồn thật, buồn với về với cái nhận thức về cái tri thức mà các anh tiếp nhận được. Thế nhưng đến hiện nay thì qua bao nhiêu năm như vậy thì cũng không phải là buồn nữa, mà em thấy đó, nhưng mà thôi cũng kệ thôi, bởi vì cái cá nhân bản thân các anh ấy, là tư duy của các anh từ bao nhiêu năm nay nó không hề thay đổi, nó không hề thay đổi. Đấy, và cái mục đích của anh lên mạng để làm cái gì thì chúng ta rất rõ rồi, đúng không ạ, rất rõ rồi. Các anh chống chống ở đâu, chống trên Facebook, nhà nước của anh ở đâu, trên Facebook, cái gì các anh cũng trên Facebook, trên mạng xã hội hết. Thế này là cũng đúng như một câu nói đó, ngày mai mà Facebook người ta đóng cửa thì coi như là các anh cũng làm cái rục phát là các anh cũng mất tất cả, đúng không ạ? Đó là thế giới ảo mà đó, banh xác. Thế là có phải là những cái luận điệu mà các anh đưa ra từ bao nhiêu năm nay nó có hợp lý hay không? Còn cái khía cạnh thứ ba và khía cạnh cuối cùng em muốn chia sẻ đó là lại một lần nữa có nhắc về cái tay Lương Xuân Việt. Thì thực ra thì em cũng đã có trao đổi rồi đối với tay Lương Xuân Việt này. Em chưa nói về nguồn gốc thì trước đây đúng không ạ, trước đây hắn ta chưa có cái biểu hiện gì cả, thì đối với em đó thì em cũng có ít nhiều em tôn trọng, bởi vì là chúng ta cũng phải khẳng định là người ta cũng phải có tài đã, đúng không ạ? Chúng ta khẳng Đúng định cái rồi. điều đó, chứ không thì chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ người ta không có tận dụng, người ta không tận dụng, người ta không có đưa lên được cái vị trí đó và cái quân hàm đó. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta đề cập đến đó là gì, cái màn cái gọi là Ra cái mắt. buổi ra mắt, cái màn ra mắt của anh ta đó thì vẫn là cái kịch bản cũ. Chẳng qua là hắn có khéo léo hơn một chút thôi, khéo léo hơn một chút thôi, chứ còn thực ra thì vẫn là kịch bản đó, vẫn là nội dung đó, vẫn là với 3 cái câu từ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Các anh yêu tổ quốc, nhưng mà cũng không biết là các anh yêu tổ quốc nào, Đúng đúng không ạ? Yêu tổ quốc mà khi mà chiến tranh thì các anh lại chờ vào vũ khí viện trợ và quân đội Mỹ. Khi không còn nữa thì các anh bỏ, các anh chạy mất dép đi, cái chạy anh vứt hết cả đến tư trang cá nhân của anh trên người, anh vứt hết để anh chạy. Thế thì các anh yêu nước nào, tổ quốc nào, đúng không ạ? Danh dự nào khi cho các anh là gì ạ, lấy người dân làm lá chắn? Danh dự nào cho phép các anh là gì ạ, là còn tiền thì còn trống mà hết tiền thì thôi? Danh dự nào để các anh mà có thể bắn ngay cả đồng đội, hạ sát đồng đội mình để giành lấy cái vị trí trên tàu để các anh sống? Rồi danh dự nào để các anh đu bám nhau, các anh chạy ra hạm đội, đúng không ạ? Thậm chí có những người phải phải bỏ mạng. Danh dự ở đâu? Còn trách nhiệm nữa, các anh có trách nhiệm gì với tổ quốc, với nhân dân này? Trước đây đó các anh theo nó là một chuyện, bây giờ xã hội văn minh rồi, đất nước ổn định mấy chục năm nay rồi, người dân thì đang gì ạ, đang rất là phấn khởi xây dựng phát triển đất nước, đúng không? Thì các anh này chả đóng góp gọi là một tí trách nhiệm nào để xây dựng, để phát triển, mà các anh toàn đi chống, đi phá, đi bóp méo, đi xuyên tạc, đi chửi bới, đi nhục mạ, đúng không? Thế thì các anh tổ quốc không, danh dự không, trách nhiệm không, thì các anh lên đây các anh nói ai nghe, đúng không? Ai nghe? Chả người ta nghe cả, mà người ta lại đánh giá. Và riêng cá nhân em thì em lại lại đánh giá cái tay Lương Xuân Việt này là nó là như vậy. Chứ còn thực ra đối với hắn ta đó, với cái lương của hắn ta đó, thì hắn ta thừa sức để sống, chứ cũng không Rồi. đến mức là đến mức là phải Bán đi mình. đi theo bán mình đi theo những cái tay kia để kiếm vài cái đồng quyên góp đâu. Thế nhưng mà mục đích cuối cùng cụ thể ở phía sau
Và cái diễn biến tư tưởng của hắn ta như nào thì chỉ có hắn ta biết. Và cái điều đó là chúng ta tiếp tục theo dõi và chờ đợi để xem nó như thế nào, đúng không ạ? Để xem là cái đánh giá của anh em chúng ta nó có đúng hay không, và cái nhìn nhận nó có đúng hay không. Nhưng về trước mắt nó là như vậy. Còn chúng ta đưa ra là đưa ra bằng thông tin khách quan, bằng những lời nói cụ thể của hắn ta, chứ chúng ta không có tự nhét chữ vào mồm, đúng không ạ? Không bắt hắn phải nói những cái điều đó. Cái điều này nó diễn ra rất là thực tế. Đó là cái điều mà ba cái nội dung sau cùng mà em muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì một lần nữa trước khi xuống live thì em cũng xin chúc mừng tất cả những cái anh gọi là có cái cộng đồng mà chuyên gọi là xuyên tạc về đất nước Việt Nam đó, ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc và nhiều nước khác, đã có một vị minh chủ, một vị minh quân, đúng không ạ? Một vị hoàng đế mới là người có thể là đứng đầu, có thể là sẽ giúp cho thống lĩnh các anh, giúp cho các anh có một cái tương lai nó tươi sáng hơn, đúng không ạ? Nó hạnh phúc hơn và nó có cái gì đó nó thiên đường hơn ngay tại các xứ sở thiên đường. Thì cái buổi live ngày hôm nay em có mấy cái nội dung chia sẻ như vậy, thì rất là cảm ơn anh Thơ Quang và anh Xu Nam đã cùng em trong cái buổi live ngày hôm nay, và cũng anh Hà Nam, và cũng cảm ơn cô chú anh chị trên diễn đàn đã quan tâm lắng nghe, và cũng mong mọi người cùng quan điểm với em, đó là cùng chúc mừng cho một vị hoàng đế mới ở xứ Cali. Em xin chào và cảm ơn cô chú anh chị. Ok, rồi xin hỏi Hào Nam có muốn chia sẻ gì thêm không? Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn Tây Nguyên, cảm ơn Thơ Quang. Buồn ngủ quá, mai đi làm sớm. Thôi, ok Hào Nam. Ok, cảm ơn Hào Nam nha.